Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình là Khai. Và hôm nay chúng ta sẽ trả thù trứng có đỡ. Các bạn nếu là hacker thì hãy hack cho nó. Ai mà hack được mình sẽ cho một cái ắc, hiểu không? Đó thì cũng có một trang vĩnh viễn của truy kích. Thế muốn chịu thì hack tài khoản hoặc là cái mày trá của thằng nó và phá hoại rồi trả lại cho nó, rồi thử coi nó sẽ ra sao. Trả lại nó đi lại không xin cái nào của Tuấn khó lỡ nữa. Yeah. Hello, xin chào các bạn, mừng là Long Hồ. Là trên mạng mình có xem một cái video của anh Jackie là anh Tuấn có đỡ phá mắt nên anh Jackie không làm Minecraft nữa. Thật sự mình rất buồn, nhưng mình nói với anh Jackie này: Jackie ơi, anh cứ làm video tiếp đi, đừng sợ cái gì hết. Anh phá thì có mấy người fan của anh sẽ hack cái face mà anh phá lại cũng được nha. Đấy rồi á, mình đồng ý với bạn Khang Trần với lại bạn Nam Kha Lê. Khang Lê này. Đấy. Mình á, anh Tuấn á, anh đừng có phá map người ta. Anh chơi là anh chơi đàng hoàng, còn không á, anh cứ phá map người ta vậy, người ta không có ưa. Còn ai mà những fan của anh Tuấn á, thì xem, cứ xem cái map, cái YouTube mà anh Tuấn đã phá của anh Jackie rồi mọi người sẽ biết. Đấy, là các bạn cứ xem đi nha. Còn mình nói với anh Tuấn này, mai mốt nếu như anh còn phá nữa ấy, thì em không, mai mốt anh mà phá nữa ấy, là em sẽ khiến subscribe của anh ít đi. Cái này nha, anh hai của em chỉ đấy. Đấy nha. Thôi vậy thôi, bye bye mọi người. Đấy, mình nói chung chung với anh Tuấn vậy.